Chào mừng anh chị em thân yêu của Onjekza. Cũng 2 tuần rồi chúng ta chưa nói về thế giới Ark Survival. Vì có khá anh em yêu cầu nên hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến với số thứ 3, nói về các sinh vật dưới nước nổi bật trong tựa game này. Nên nếu có thông tin gì cần đính chính, các bạn có thể bình luận bên dưới để chúng mình khắc phục trong các video sau. Nhân đây thì mình cũng xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ nhiệt tình trong 2 số trước, là các loại cá sấu và các loại khủng long có chỉ số chạy nhanh nhất trong thế giới Ark. Nói đến đây chắc anh em cũng đoán được mình sẽ nói câu gì tiếp theo rồi. Đúng vậy, đó là hãy ấn like, subscribe ủng hộ Onjekza. Rồi chúng ta cùng đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Megalodon. Nói sơ qua về những thông tin từ nhà phát hành thì Megalodon là một trong những sinh vật bị nép khá trong Ark Survival. Nó là một loài cá mập lớn thời tiền sử. Tên của nó xuất phát từ tiếng Hy Lạp cổ đại, khi Megalos có nghĩa là khổng lồ và Odon có nghĩa là răng. Nếu không bị giới hạn ở vùng biển, các Carodon Ultra Megalodon sẽ là một trong những sinh vật nguy hiểm nhất trên đảo. Mạnh mẽ và nguy hiểm như Tyrannosaurus trên cạn, Megalodon khá hung dữ và có thể bơi nhanh hơn hầu hết các sinh vật, chỉ một số loại bởi nhanh hơn nó. Nó cũng tấn công con người từ khoảng cách rất xa. Do đó, không có gì lạ khi chúng ta chớp mắt một phát thì thấy mình đột nhiên rơi vào tình cảnh mạnh chèo chuông khi phải đối phó với nhiều con Megalodon cùng lúc. Đọc mô tả của nhà phát hành thế thôi chứ con cá mập này trong Ark bị thọt về kích thước khi chỉ dài đâu đó khoảng 16m. Megalodon trong game khó có thể giữ được vai trò là một loài săn mồi đầu bảng như chính nó ngoài thực tế. Các chỉ số khác trong game của nó cũng chỉ ở mức tầm trung nếu chúng ta đặt lên bàn cân so sánh với Mosasaurus hay Ichthyosaurus. Theo xếp hạng không mấy đáng tin cậy từ AI thì chỉ số sát thương mà Megalodon chỉ đứng ở vị trí khiêm tốn là 38 nếu đối với một số loài săn mồi. Có một số fact cho các bạn nhớ là loài cá mập Megalodon sẽ không bơi nhanh bằng cá heo đâu, nên hãy cân nhắc việc time nó để dùng làm thú cửa nhé. Ở đây ai mà chơi Ark thâm niên có kinh nghiệm thì dẫn bắt được cá bảy ấy. Mosasaurus. Trước khi nói chi tiết hơn về nó thì mình có một fact muốn gửi đến các bạn là Mosasaurus được tìm thấy ở ngoài đời trong Jurassic World và Ark Survival là ba loại Mosasaurus khác nhau. Tên khoa học đầy đủ lần lượt của từng loài này là Mosasaurus hominy, Mosasaurus maximus và Mosasaurus subspirita. Mosasaurus trong Ark lớn hơn hầu hết các sinh vật dưới nước khác. Nó là một loài thằn lằn biển dành toàn bộ thời gian ở dưới mặt nước. Chắc chắn rồi, nó là một trong những sinh vật đáng sợ nhất trên đảo và chắc chắn có thể được coi là một trong những kẻ săn mồi đỉnh cao của đại dương. Mosasaurus subspirita được Helena tìm thấy ở vùng nước sâu nhất ở The Island. Kích thước của nó lên đến gần 16m khi được tìm thấy và cũng là loài dưới biển lớn nhất mà Helena từng tìm thấy sau khi tìm ra Megalodon. Điều kỳ lạ ở đây là Mosasaurus thường hay sống bên gần mặt nước chứ không phải ở dưới đáy biển. Nên việc tại sao Mosasaurus subspirita lại sống tốt ở đó vẫn là một bí ẩn. Có thể do sự xuất hiện dày đặc của Megalodon ở trên mặt nước hoặc chỉ đơn giản là nó thích như thế. Nó thường nằm ở rìa ranh giới bản đồ và có thể khó nắm bắt một cách đáng ngạc nhiên. Nó hoạt động tương tự như Plesiosaur. Mosasaurus có bán kính tấn công trung bình và sẽ truy đuổi một khoảng cách khá xa. Tuy nhiên, nó sẽ không đuổi theo con mồi vào vùng nước đông giống như Plesiosaur. Caprosuchus. Caprosuchus là loại cá sấu này trong Ark, được gọi đơn giản là Capro hoặc Gator. Có thể nói nó là một nỗi kinh hoàng đầm lầy. Miệng đầy răng nhọn đang chờ đợi đi làm gỏi bạn và con thú cưỡi của bạn. Caprosuchus có đôi chân dài, được dùng để chạy nước rút sau khi con mồi trên cạn thoát khỏi cuộc phục kích ban đầu, cũng như những chiếc răng nanh giống gà, khiến nó có biệt danh là Boa Croc. Chân sau của nó dài hơn một chút so với phía trước, tạo cho nó một dáng đi rất khác biệt và đầu của nó nhỏ hơn và hẹp hơn so với các họ hàng cá sấu khác. Nó có hai chiếc răng dài ở hàm dưới, nó cũng không có vảy dài và phẳng ở đuôi như những con cá sấu sau này. Caprosuchus sử dụng hai chiến thuật chính. Đầu tiên, nó sẽ kiên nhẫn chờ đợi ở bên dưới mặt nước và khi mục tiêu ở đủ gần, nó sẽ thực hiện một cú nhảy sang một bên để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với con mồi và kéo nó xuống dưới nước. Thứ hai, nó sẽ tấn công các khu vực quan trọng của con mồi để tiêu hao sức chịu đựng của nó. Hai kỹ thuật này ngăn chặn hiệu quả hầu hết các sinh vật thoát khỏi Caprosuchus khi cuộc tấn công bắt đầu. Denleosteus. Denleosteus loricabrupta, còn được gọi là Denly hay đơn giản là Den, là một sinh vật rất kỳ lạ. Nó là một loài cá khá lớn, được bao phủ từ đầu đến đuôi bởi các tấm bọc thép
với bộ hàm cực kỳ mạnh mẽ. Mình hay gọi vui vui nó là ankylosaur của đại dương. Nó có xu hướng ăn các động vật giáp xác lượn lờ dưới đáy biển. Vì với chỉ số tốc độ khá thấp nên nó không đủ nhanh để bắt hầu hết các loại cá nhỏ. Nói chung thì là chậm chạp, cồng kềnh, từ từ lang thang qua độ sâu của đại dương. Dinoleosteus có khả năng chiến đấu một cách đáng ngạc nhiên so với một loài cá. Nó không cản trở khi bạn tấn công chủ nhân của nó, nhưng nếu nó bị thương bởi bất kỳ sinh vật nào hoặc bạn đến quá gần thì nó sẽ tấn công không thương tiếc. Nhưng nếu kẻ tấn công có thể giữ được vị thế của mình thì Dinoleosteus sẽ ba vây bốn vẫy mà bỏ chạy. Khi đã thuần hóa, Dinoleosteus là một loài cá cực kỳ hữu ích cho các bộ lạc ven biển. Bộ hàm khỏe của chúng giúp khai thác đá và dầu mỏ ở độ sâu của đại dương. Trong khi thu hoạch, Dinoleosteus có thể bảo vệ người cưỡi khỏi tất cả cho những mối đe dọa lân hừng dưới biển. Và một khi Dinoleosteus đạt đến ngưỡng sức mạnh nhất định, bản thân đó cũng có thể dùng để thu hoạch một lượng lớn chitin tương đối đáng kể. Saber-tooth salmon. Cá hồi Saber-tooth salmon hay Oncorhynchus được ghi chép trong hồ sơ Ark là loài cá hồi đăng kiếm, là một loài cá nhìn chung khá thụ động. Nó có thể xuất hiện với nhiều kích cỡ khác nhau và kích thước phòng thủ chính của nó là bơi theo đàn từ 3 đến 4 cá thể trở lên. Dù vậy, nó không thích xung đột và thường tìm cách né xa ra bất cứ thứ gì lớn hơn nó với tốc độ rất cao. Tuy nhiên, một khi bị khiêu khích, Saber-tooth salmon trở nên khá hung dữ cùng với những người anh em gần đó của nó. Nó khóa chặt con mồi bằng răng dài và bắt đầu hút máu của sinh vật đó. Việc mất máu này không quá nguy hiểm nếu chỉ riêng một đàn Saber-tooth salmon tấn công. Mục tiêu của chúng sẽ nhanh chóng mất tốc độ và sức chịu đựng vì mất máu, chết đuối nếu không thở được dưới nước. Ngoài phiên bản thường, loài cá hồi này có những biến thể khác. Chẳng hạn như Apparent Saber-tooth salmon độc đáo với khả năng phát quang, biến nhiễm với phóng xạ hay X-Saber-tooth salmon. Bạn có thể thử thuần hóa chúng bằng cách sử dụng vỏ bắt cá giống như các loài cá nhỏ hơn được tìm thấy xung quanh đảo. Nhưng bình thường thì Saber-tooth salmon không thể thuần hóa được, nhưng nó thường được chăn thả và thu hoạch để lấy tài nguyên. Đặc biệt, một số miếng thịt của nó nhất định được coi là có chất lượng tuyệt vời và thường được gọi là cá thương hạng, được sử dụng cho các món pha chế cao cấp, cụ thể và thuần hóa nhiều sinh vật ăn cá trên đảo. Ichthyosaurus. Ichthyosaurus curiosa, hay còn được gọi ngắn gọn là Ichthy, là một loài động vật ăn thịt tương đối nhỏ của Ark Survival. Nó lớn hơn con người một chút, nhưng vẫn còn nhỏ so với những con quái vật đang lang thang ở vùng biển này. Nó thường tiếp cận và đi theo con người, bơi qua những vùng nước của nó. Mặc dù có vẻ ngoài như vậy, nhưng Ichthyosaurus không phải là cá hay động vật có vú ở đại dương. Nó thực chất là một loài bò sát sống dưới nước. Ichthyosaurus là một loài bơi tương đối nhanh, nhưng nó là loài rất thân thiện với hầu hết các sinh vật và thường bơi về phía bạn và xung quanh bạn vì tò mò. Nó sẽ đẩy bạn vào bờ nếu bạn kiệt sức lực và không thể nổi lên mặt nước để lấy oxy kịp thời. Mấy hành động này nhìn khá giống cá heo thời hiện đại đúng không? Chúng ta có thể thấy các loài ichthyosaur ở vùng biển phía tây bắc đang săn và ăn thịt kairuku hoang dã. Piranha. Piranha trước đây còn có cái tên là Mega Piranha. Danh pháp đầy đủ hơn thì sẽ là Mega Piranha Magna Moses, là loài cá ăn thịt được tìm thấy khá phổ biến ở các sông, ao trên đảo. Chắc mình sẽ gọi nó là Mega Piranha đi cho nó quen thuộc ha các bạn. Rất hung hãn là những từ mình có thể nói về nó khi có bất cứ thứ gì ở gần nó. Nó thậm chí sẽ xuất hiện để tấn công Tyrannosaurus, dù cho mấy pha tấn công này thường là vô ích. Mega Piranha có xu hướng sống theo nhóm từ 4 đến 5 con. Với số lượng này, chúng có thể xé nát lớp giáp yếu chỉ trong vài giây. Cú cắn của Mega Piranha cực kỳ mạnh mẽ. Nó có thể có những vết cắn mạnh nhất so với bất kỳ loài sinh vật nào trên đảo. Không có con nào là mối đe dọa áp đảo, nhưng xu hướng bầy đàn săn mồi của chúng có thể khiến những sinh vật lớn hơn và mạnh hơn nhiều bị tiêu diệt. Nên tôi khuyên các ông nên đề cao cảnh giác khi gặp Mega Piranha. Bất kỳ con Mega Piranha nào cũng có thể dễ dàng bị tiêu diệt, nhưng tiêu diệt toàn bộ đàn có thể là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Lysictis. Lysictis là một sinh vật sống dưới nước tương đối nổi bật trong Ark Survival. Nó có danh pháp khoa học trong game là Lysictis Convivium Rosier. Theo ghi chép từ nhà phát hành, thì nó thường được giao dịch với giá trị tương đương với Bramid và được gọi vui là Bramfish. Chất lượng thịt cao như vậy nên bù lại thì loài cá này nổi tiếng là khó theo dõi và săn bắt. Việc thực sự săn được một con Lysictis là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất. Lysictis bán bơ đối với hầu hết mọi thứ, nhưng có một ngoại lệ khiến nó bận tâm, đó là bè. Nó sẽ dọn không sót một chiếc bè nào. Khi gặp một chiếc bè, Lysictis sẽ lao tới với tốc độ tối đa, đập chiếc bè thành từng mảnh bằng cách tung đòn trực tiếp cho chính chiếc bè, ngay cả khi chiếc bè được bọc hoàn toàn bằng đá hoặc thậm chí là kim loại. Lần nữa mình khuyên anh em nên cẩn thận về Lysictis, vì Lysictis ở bất cứ nơi nào có nước sâu và tấn công mạnh mẽ con tàu của bạn.
Manta. Manta mobula hay manta nghe có vẻ hơi lạ, nhưng thực ra nó là loại cá đuối đó các bạn. Trong Ark Survival thì manta được thiết kế với sự tiến hóa vượt xa những đặc điểm thực tế của nó. Mọi thứ đều cho thấy đây là loại cá đuối nước mặn, nhưng nó phát triển khả năng bơi vào các sông và vùng đông của hòn đảo, cũng như qua các đại dương rộng lớn. Có lẽ ban đầu có hai loại cá đuối trên đảo, nhưng nhiều năm lai tạo đã kết hợp các dòng dõi của chúng lại với nhau. Manta là loài ăn thịt, mặc dù ghi chép mô tả nó là một sinh vật ngoan ngoãn, nhưng thực ra nó chẳng hề ngoan ngoãn chút nào. Chỉ cần bơi gần nó thôi là đủ lý do để nó tấn công. Nó dường như cũng tích cực tìm kiếm con mồi, vì những sinh vật thủy sinh được thuần hóa ở gần bờ biển cũng sẽ thường xuyên bị chúng tấn công. Manta thường bơi cùng nhau theo nhóm bà con. Anglerfish. Anglerfish, gọi ngắn gọn là angler, có danh pháp khoa học trong Ark Survival là Melanocetus angler bascum. Đây là một dạng cá anglerfish lớn nhất, nhưng mình xin phép đọc tên nó là angler cho nó đảo mũi miệng. Thường được tìm thấy ở những vùng nước sâu nhất, tối nhất của đại dương. Sinh vật này săn những con cá nhỏ hơn, đồng thời là nguồn thức ăn tuyệt vời cho những kẻ săn mồi lớn hơn. Angler có một dãy các chùm ánh sáng phát quang sinh học ở trên đỉnh đầu. Nó chủ yếu sử dụng những thứ này để thu hút những sinh vật nhỏ hơn và lừa chúng đến đủ gần để thịt. Nhưng cũng chính điều này thường làm cho angler hoang dã tương đối dễ bị phát hiện. Mặc dù được mô tả là khá léo lĩnh, nhưng angler sẽ tấn công người chơi và bất kỳ sinh vật đã được thuần hóa nào trong tầm mắt. Khi bị sát thương trong giao tranh, nó sẽ cố gắng bỏ chạy nhưng sẽ quay lại và tấn công một lần nữa. Lamprey. Lamprey có danh pháp khoa học trong thế giới Ark là Cenomizon luminosus. Đó là một trong những loài thủy sinh độc đáo. Mặc dù chiếc đuôi phát sáng đặc trưng của nó khiến nó dễ dàng bị phát hiện và nhận dạng, nhưng những tuyến phát quang đó cũng là nơi nó sinh sản và lưu trữ chất độc gây suy nhược. Cenomizon được ghi chép là một sự yêu thích đặc biệt đối với máu, và bất cứ thứ gì có thể, nó sẽ cố gắng bám lấy đối tượng là con người. Một khi điều đó xảy ra, nó sẽ tiêm một chất độc mà chỉ có hai cách chữa trị: thuốc giải độc chuyên biệt hoặc thời gian. Cenomizon ẩn nấp trong nước, chờ đợi những người sống sót hoặc những con vật được thuần hóa đi ngang qua. Sau đó nó sẽ nhảy lên và bám vào con mồi. Nó truy đuổi nạn nhân cho đến cả trên đất liền. Vừa rồi mình và các bạn đã cùng đến với các sinh vật dưới nước nổi bật trong thế giới Ark Survival. Video này chắc chắn sẽ còn những thiếu sót, nên nếu có gì cần bổ sung góp ý, các bạn có thể bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của World Jack Sẽ nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.